to thế này nhỉ. Con to tí nhổ lên. Con đâu cái con chấm đen đâu mày? Đấy, đấy, đấy nó đấy à? Đấy nó đấy. Đấy như thế này phải để thôi. Nó là có hai con to gần nhau. Ừ. Nó như kiểu vua. Đấy, bắt đầu đi. Ờ đấy, đấy. Đấy. Ui giời. To hết. 20 cân. Con đấy con chắc phải đến. Đợt trước là nó đã 18 cân hay mười mấy cân kia đúng không? Đấy đây 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 đúng không? Đấy. 17 cân. Yeah. Bắt người là 17 cân. Hay là 3 năm rồi. Kia con kia đúng không? Bây giờ nhiều con to ấy nhỉ? Có mấy con to gần gần như nhau mà. À. Nói chung là làm được cái này kỳ công lắm, không phải ai làm được. Phải kiên trì, kiên trì với trí tuệ đấy. Trí tuệ không là dịch bệnh rồi các loại nhiều vấn đề lắm rồi. Con đầu bạc ấy gì? Đầu bạc kia. Để em xem nó này. Đây đây đầu bạc này. Đấy đầu bạc đây nhá. Con này phải 20 cân. To nhất đấy. Đấy. Ấy giời. Sợ nhỉ. Con này dạn hơn. Dã man. Còn một con nó nhát. Sau này nó quen rồi nó cũng ấy mà. Nó đẻ cá con hay con gì đây? Con cá liều phi. À. Đấy như này sau này khách du lịch miệt vườn ấy vào tham quan. Toàn mai ấy, bảo này. Tôi đi lắp karaoke, âm thanh cho âm thanh. Người nhà. Tôi cũng đi nhiều nhưng mà tôi thấy chúng mỗi vườn anh là nó rất là đấy, rất là nhất. Nhất đúng rồi. Nhưng mà không có nhiều chỗ nhất nhưng mà họ không đầy đủ. Còn chỉ có chim như mình. Chim cá các loại. Chim gà cá cảnh. Này. Có cá có thể là có cá nhưng mà không thể có con to như mình chẳng hạn. Đúng rồi. Thế là có con to nhưng mà nó lại không nhìn thấy. Con to này là hôm nay là nó hỏi mua của anh là 10 triệu hay 15 triệu? 10 triệu. 10 triệu là bán phí. 10 triệu là hết ngay. Hết ngay. Nè nó nhìn đây bạc bạc ở đây này. Đây này. Đấy, đấy. Đây. Đây lên nhá, con này lên nhá. Đây bạc bạc này đấy, lơ lơ. Ui. Nhìn thấy không? To kinh khủng. Nhìn thấy trong mọi cảnh nhìn thấy. To chứ, nhìn thấy mà. Đấy. Đấy. To lơ lơ tàu điện. Bạc bạc đầu nhỉ. Đấy, mồm đấy. To thế. Con này phải dài hơn mét anh nhỉ? Cũng phải vào 1m1 gì đấy. Ừ. Tỏ ra mà. Đây này, mình đứng quay chỗ này phải 5 mét đấy, hơn 5 mét đấy nhỉ? Ừ. Mà nó còn dài thế này. Tỏ. Vâng, mà chương trình năm nay có tiền đấy. Vâng. Thì tôi sẽ cái này bỏ đi hết. Xong tôi... lắp kính thủy lực, kính thủy lực đấy, cương à, lực. Kính cương lực, đây, kính cường lực mình ngồi ở đây uống nước, vâng, rồi có cái bàn, có cái bàn cũng trong mắt luôn, đúng rồi, tất cả là trong hết, trong mắt luôn, thế là ngồi đây xong là ngồi uống nước và nhìn thấy cá ở dưới, nó ở dưới này thì nó dầm mắt, nó sẽ tập trung vào đây, đúng rồi, là mình nhìn nó dễ, nhỉ, thế mình khoét một cái lỗ xong là thả thức ăn xuống đấy, vâng. Nó ăn quen nó khác phải thế này. Đấy. Đấy. Lừ, con này phải hơn mét, mét mét ba. Mét ba chưa nói nhưng mà 1m1 là nói. Chưa đo. Thế này mà mình người mình xuống đây là nó vào nó dỉa mình nhá vậy nhỉ. Vớt vẩn nó lao con 20 cân đấy nó lao chắc chết đi. Lao là chết đấy. Thật. Chết đi, nó lao mạnh lắm anh ạ. Nó lao mạnh lắm. Đấy. Nó mà vào bụng ngất đi. Ngất luôn. Con cá chấm 4 cân mà nó lao vào xương sườn ông trước còn dạn xương sườn. Ừ. Phải đi cấp cứu mà anh. Đấy. Ông ngất luôn mà. Ừ. Đi cấp cứu. Đấy, con này to thế này. Đấy. Mét mấy?
Nhưng mà con nó to gần bằng cái con này nhưng mà ít thấy. Thỉnh thoảng mới thấy. Nó sợ. Ừ. Thỉnh thoảng mới thấy nó. Con này không phải, con này thì là ngắn. Ừ. Con này cũng to nhưng ngắn. Con này to là ngắn. Ui. Eo con này to nha. Con này cũng to nhưng mà nó ngắn. Ngắn. Eo à. Có một con to như thế này nhưng mà to hơn tí nhưng mà dài nữa. Kinh nhỉ. Nó đầu nó không bạc đâu. Đấy bây giờ nó về đây rồi đấy. Ừ, về đây rồi. Nó về đây rồi. Này ở dưới suối các bác ấy, làm gì có nhìn được những con cá như thế này. Đấy, thế thôi. Quá đẹp. Đấy con kia mới là con kia mới là to rồi đúng không? Đấy con này mới là to này. Nó to nhất. Nó không vào gần và gần nhìn à, đây con này to lại ngắn hơn nhỉ? Đây, ngắn hơn. Cái con đỏ đỏ này con chép. Đẹp không? Đấy, đẹp. Con này đẹp không? Vâng, đẹp. Ánh nắng chiếu nó mới đẹp, rực rỡ nhỉ. Úi giời, đây to nhất đây. Ừ. Eo. To nhất đấy. À, con này bây giờ nó không sợ rồi nhỉ? Ừ. Con này nó không sợ như con kia đâu. Đấy, như tàu ngầm ấy. Như cái tàu ngầm. Này là nó quen mà, anh là chủ, anh ra là nó quen mà. Ừ. Và bắt đầu anh ra phát là nó sẽ ấy ngay, nó đến ngay. Ừ. Thì mình chăm sóc nó, nuôi nó. Là nó như kiểu người bạn nên nó quen. Gà đấy, chim đấy. Khôn đó, cái giống này nó khôn đó. Kinh. Đấy nha, con đấy to đúng không? Đấy, con này ác nha. Bạc hết người rồi. Quá to. Nhiều con to phết này. Ừ, giờ này nhiều con lớn mà. Đấy, như cái tàu ngầm. Đây. Đây là ao cá vườn cây của nhà bác Định. Đấy. anh chào. Đấy, bác chào đấy. À, đấy. Này. Để các cái lá chuối này anh cũng lấy để cho cá ăn. Đấy, cho cá ăn. Quay. Vườn sinh thái. Con này con gì? Con này con sáo. Quay này cho là phiếu đây. Đấy, vườn, toàn bộ vườn nhà bác đấy. Nhiều người nhìn này chỉ mơ thôi, cũng không làm được đâu. Giao cho làm cái hỏng hết. Ai vậy? Thật mà giao cho một người nào đấy mà làm thì không có đủ kỹ thuật, trình độ, kinh nghiệm là hỏng hết. Đấy, con này to này. Kinh khủng, là eo. Con này này. Thấy không? Giống như cái tàu ngầm. To nhỉ? Đấy. Con kia là nó dài hơn. Con này này, nó dài hơn này. Con này không phải con đầu bạc đâu nhỉ. Con đầu bạc là con đầu bạc. Con này khác. Con kia đầu bạc là bạc một vế thôi. Ừ. Con này là bạc giữa. Con bạc giữa, con kia bạc một bên. Vâng. Nhưng mà cũng giống nhau nhỉ? Giống nhau. Giống nhau. Con này ít lên lắm. Ừ, con này cũng to đấy nhỉ.
Vâng, hơi chán. Quay 10 phút rồi đấy. Xem này là nó cảnh nó động nhà, nó như kiểu mấy người cái vào dùng cái cá điện tử nhìn chán. Nhưng lập trình nó chỉ thế, xem mấy một lúc này là chán rồi. Đấy. Ui, con này. Nhá. Yeah. Ừ. To thế nhỉ? Đấy. Con này có đồ bạc bên đấy. Đấy. Chơi kia là chơi ấy à? Chơi phi với cá nheo. Ừ. Con này cá nheo. Ừ. Con đây là làm cá nheo. Đây đầu bạc đấy. Ừ. To thế. Con này nó lại không đen nhỉ, nó người nó bạc bạc ấy. Không đen tiền đâu. Ui giời. Trông bình thường nó cũng hiền. Ừ. Đấy nó quẫy phát mà sóng nước còn sóng lên. Cho nên nó mạnh nó như thế nào nhỉ? Ừ. Con cá vàng anh nắng chiếu xuống mới đẹp. Phản đẹp. Đấy. Rồi kìa. Đấy, ai có nhu cầu đến tham quan vườn nhà bác Định thì đến tham quan liên hệ nhá. Rồi, xin chào các bạn.